Thì câu hỏi thứ hai này là của chị Trinh ở Thái Nguyên, xin đặt câu hỏi cho phong thủy Tam Nguyên như sau. Thầy ơi giúp em với, chồng em sinh năm 1977, em sinh năm 1982 và hai cháu trai sinh năm 2011 và 2014 ạ. Có ý cố gắng làm nhà năm sau 2020. Vậy hướng nào hợp thầy giúp em với? Mà chồng em lại là 1977, liệu có làm được nhà không thầy, hoặc không thì mượn tuổi nào hộ được hả thầy? Cảm ơn thầy nhiều. Vâng, thì chuyển sang câu hỏi thứ ba. Thì anh Đức Trung ơi, câu hỏi thứ ba là của anh Quốc Thái Dạ, ở Hà Nội, có vâng. câu hỏi với chương trình là: chào thầy và chương trình, nhà em hướng Đông Nam tọa Tây Bắc thì sơn màu gì hả thầy? Em sinh năm 1976, Bính Thìn, Mệnh Thổ ạ. Cảm ơn anh ta, cảm ơn anh Quốc Thái đã đặt câu hỏi với lại chương trình. Ở đây câu hỏi của anh Quốc Thái đó là nhà anh là hướng Đông Nam và tọa Tây Bắc, thì anh hỏi là sơn màu gì đúng không ạ? Anh sinh năm 1976, Bính Thìn và Mệnh Thổ, thì chắc là có lẽ là anh Quốc Thái ở đây là anh cũng đang suy nghĩ rằng là với tuổi 1976 Bính Thìn của anh là Mệnh Thổ thì anh sơn cái màu gì nó hợp đúng không ạ? Vậy thì ở đây rằng là chúng ta bóc tách hai tư duy nhé. Đấy, và rõ ràng một điều đó là bản thân chúng ta thường xuyên tiếp nhận những câu hỏi của các cô chú chị đúng không anh Tài, và chúng ta cũng gặp thường xuyên những cái phần thắc mắc tương tự như này, tức là tuổi tôi là sinh năm từng đây thì tôi mệnh này sơn cái màu gì nó hợp đúng không ạ? Vậy thì điều quan trọng chúng ta phải xét cái chủ thể ở đây là cái gì. Rõ ràng một điều là chúng ta sơn là sơn cho cái gì ạ? Chúng ta sơn cho cái nhà đấy, do đó chúng ta lại cần phải nắm rõ cái thông tin của cái nhà chứ không phải rằng là sơn cho anh chị. Bởi vậy cho nên rằng là tuổi 1976 Bính Thìn Mệnh Thổ của anh chị là đúng đấy, nhưng mà có phải là sơn cho Mệnh Thổ của anh chị hay không đấy, thì nó không đúng. Bởi sơn là sơn cho cái nhà, vì rằng cái nhà là cái chủ thể đúng không ạ? Do đó là sơn cho cái nhà chúng ta lại căn cứ trên yếu tố gì? Đó là căn cứ trên yếu tố về tọa hướng của ngôi nhà đấy, chứ đâu là bảo là sơn cho tuổi anh là Bính Thìn Mệnh Thổ thì ví dụ là vợ anh lại là 79 Kỷ Mùi là Mệnh Hỏa, thì rõ ràng hai vợ chồng cãi nhau vì không biết là sơn cho ông nào bà nào đúng không ạ? Đấy, bởi vậy cho nên chúng ta sơn cho cái nhà nhé. Thì ở đây là rất may mắn là anh cũng cung cấp đủ thông tin, là bao gồm là nhà anh hướng Đông Nam và tọa Tây Bắc đúng không ạ, thì sơn hướng gì đúng không? Như chúng ta biết rằng là trong cái khóa xây dựng ekip mà thầy Tam Nguyên đã chia sẻ, chúng ta biết rằng là yếu tố tính chất yếu tố của âm dương ngũ hành thì chúng ta ứng dụng cho yếu tố ngũ hành trong cái việc làm nhà, thì chúng ta căn cứ để chúng ta chọn màu sơn. Thì chúng ta sơn cho cái nhà, do đó chúng ta phải căn cứ trên yếu tố về tọa hướng của ngôi nhà để bổ khí đúng không anh Tài? Thế thì cái việc là bổ khí, chúng ta lấy cái khí của hướng để bổ cho tọa. Chúng ta biết rằng là theo hậu thiên bát quái thì Đông Nam là ngũ hành thuộc mộc đúng không ạ? Đông Nam là cung tốn, ngũ hành thuộc mộc. Chúng ta bổ cho tọa, tọa là Tây Bắc là cung càn, ngũ hành thuộc kim đúng không ạ? Như vậy rằng là chúng ta phải căn cứ theo cái yếu tố đó là như thế nào ạ? Đó là mộc đấy, thì sinh tiếp cho hỏa, hỏa sẽ sinh tiếp cho thổ, và thổ là bổ tiếp cho kim đúng không ạ? Do đó rằng là với cái nhà của anh là hướng Đông Nam, ngũ hành thuộc mộc, vậy thì cái sơn chúng ta tính toán đây nhé. Chúng ta tính toán đây, chúng ta giật vào này, sơn đầu tiên là sơn cho mặt tiền. Cái thứ hai chúng ta sơn cho cái phòng khách đấy. Chúng ta lựa chọn cái màu cho gạch nền và màu cho cái trần nhà, cũng như là cái màu của tọa hướng của bếp đấy. Thế thì đối với cái nhà của anh là hướng Đông Nam mà tọa Tây Bắc, thì với hướng Đông Nam của anh thuộc mộc thì chúng ta sơn cho cái mặt tiền, thì chúng ta lấy con của mộc đúng không ạ, là mộc sinh hỏa. Do đó cái sơn mặt tiền của nhà anh ấy thì nó sẽ thuộc vào những cái màu liên quan đến màu của anh thuộc hỏa, như là màu hồng cánh sen, màu hồng nhạt hoặc là màu vàng cam, là những cái màu thuộc ngũ hành thuộc hỏa. Thì chúng ta lấy cái hành con của mộc để chúng ta bổ ra đúng không ạ, đi cùng với những cái họa tiết màu phào chỉ, màu mộc hỏa chẳng hạn. Những cái họa tiết và những cái màu sơn phào chỉ, màu mộc hỏa, ví dụ những cái họa tiết bên ngoài, ví dụ như lan can đấy, chúng ta có thể lựa chọn cái hình thù, những cái họa tiết của màu mộc hỏa, ví dụ như màu hình chữ nhật hoặc là hình thoi, hình tam giác, là những cái hình thù thuộc mệnh, thuộc ngũ hành hỏa và mộc. Tiếp nữa là cái phào chỉ, chúng ta có thể đi cái màu đó, màu hỏa tức là màu đỏ đậm, hoặc là cái màu liên quan đến màu thuộc hành mộc thì nó cũng tương hợp. Tiếp nữa là đi vào trong phòng khách thì hỏa tiếp tục sinh thổ đúng không ạ? Do đó rằng là cái màu của trong cái phòng khách thì chúng ta sẽ lựa chọn cái màu ngũ hành thuộc thổ, tức là cái màu vàng kem hoặc là màu vàng nhạt. Chúng ta nên sơn cái màu nhạt nhạt thôi để cho cái không gian nhà nó sáng. Chứ sơn cái màu nó tối quá thì chúng ta bật điện lên chúng ta thấy là màu nó tối om thôi. Chúng ta sơn cái màu nó sáng sáng một chút thì nó tốt hơn, tức là cái màu ngay thuộc thổ đúng không ạ? Cái nền gạch thì chúng ta cũng lựa chọn cái gạch vuông, của chúng ta nắp vuông theo cái lối ngũ hành thuộc thổ đúng không ạ? Tiếp nữa thì cái yếu tố thổ nó bổ cho tọa, tức là bổ cho kim. Do đó cái trần nhà chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cái họa tiết trần hình tròn để ngũ hành thuộc kim, và dĩ nhiên là đất
nền nhà chúng ta dùng màu tối hơn và cái trần nhà chúng ta dùng màu trắng, bởi vì đất là nền nhà dành cho địa và cái trần nhà chúng ta thường cho trời, tức là cho yếu tố thiên khí. Thì yếu tố thiên khí bầu trời nó quang đãng, chúng ta phải sơn cái màu sáng lên, hoặc là làm trần thạch cao, lắp đèn sáng để mang yếu tố về, lấy yếu tố về thiên khí nó tốt đấy. Còn đối với cái vị trí mà cái màu sơn cho cái yếu tố bếp thì thực tế chúng ta lại cần phải căn cứ trên yếu tố là tọa. Yếu tố là cái tọa của cái bếp nó nằm ở cái vị trí nào ở trong ngôi nhà, dựa vào tâm chúng ta xét xem yếu tố về tương sinh loan hoàn bổ khí, chúng ta lựa chọn cái màu của kính bếp là cái màu gì thì nó sẽ phù hợp nữa đấy. Do đó tự chung lại là cái nhà của anh là hướng đông nam và tọa tây bắc thì chúng ta cứ căn cứ theo yếu tố là lấy khí của hướng để bổ cho tọa thôi, đúng không ạ? Hướng đông nam của anh thuộc mộc và bổ cho tọa là tây bắc của anh thuộc kim, thì mộc sinh hỏa sinh thổ và thổ sinh kim, và như vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái màu sơn tối ưu cho cái nhà của mình. Và dĩ nhiên cái màu sắc mà phù hợp với thẩm mỹ của anh chị thì anh chị có thể là dựa trên cái đội tư vấn liên quan đến nhà thầu về sơn cái nhà của anh chị, thì họ sẽ có cái phần catalog để họ sẽ cho các anh chị lựa chọn màu sắc nó nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có nhiều phương án để lựa chọn với cái nhà của mình. Dĩ nhiên là cái nguyên tắc thì chúng ta sẽ làm như thế các cô chú anh chị nhé. Đấy, như vậy là tương tự với những cái nhà còn lại, ví dụ tọa bắc hướng nam, tọa đông hướng tây, tọa đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, thì các cô chú có thể là theo dõi lại cái video đó là cái khóa học xây dựng ekip của thầy Tam Nguyên hiện tại đang có trên cái website là thuviệnphongthủy.vn để mà nghiên cứu những cái khóa học này. Đấy, hoặc là cũng có thể theo dõi trên kênh YouTube thì thầy cũng có thường xuyên giải đáp. Cảm ơn các cô chú anh chị. Vâng, rất chi tiết đúng không ạ? Thưa anh Quốc Thái, là như anh Đức Trung vừa trao đổi rất là cụ thể, thì cái việc sơn cho ở đây ý, là sơn cá thể riêng biệt. Đây không phải sơn cho anh hay không phải sơn cho người nhà anh, mà đây là sơn cho cái nhà. Và khi mà sơn cho cái nhà như vậy thì chúng ta đã được hỗ trợ và tư vấn rất là cụ thể là cái màu sơn theo ngũ hành nào. Đó. Vậy thì anh Thái nhận được thì anh Thái liên hệ, có thể liên hệ cụ thể với bên mình thì bên mình hỗ trợ ở chi tiết hơn. Tiếp theo là sang câu thứ tư của chị Thùy. Chị Thùy là học viên khóa học kích tài lộc của Phong Thủy Tam Nguyên. Có đặt câu hỏi như sau. Chào thầy ạ, thầy cho em hỏi nhà em có mộc thìn, chồng em tuổi kỷ tỵ, con trai ất mùi ở nhà hướng đông hơi ghé bắc được không ạ? Có ý định sinh thêm em bé năm 2020 có hợp không ạ? Em cảm ơn. Cảm ơn anh Tài đã đặt câu hỏi giúp chị Thùy. Xin chào chị Thùy, cảm ơn chị đã tham gia cái khóa kích tài lộc của Phong Thủy Tam Nguyên. Chắc là chị cũng tham gia khóa kích tài lộc của thầy trong mấy phần cuối năm vừa rồi, bởi vì là bản thân em có nhớ chị. Vậy thì câu hỏi của chị đó là chị đặt ra là nhà chị, chồng chị là tuổi Mậu Thìn 1988, tuổi chị là 1989 kỷ tỵ, con trai là 2015 ất mùi, đúng không ạ? Hiện tại nhà chị đang ở hướng đông mà lại ghé bắc được không? Đấy. Và sinh thêm bé 2020 thì có được không ạ? Đúng không ạ? Câu hỏi này thì phần thông tin năm sinh các thành viên gia đình thì cũng rất rõ ràng, bao gồm năm sinh tuổi các thành viên như thế. Nhưng mà cái phần mà hướng nhà thì nó lại chưa rõ ràng cho lắm. Chị Thùy nhé, cũng như rút kinh nghiệm với các cô chú chị khác. Bởi vì rằng là chúng ta xác định hướng thì chúng ta cứ phải xác định độ số cụ thể thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì hướng đông nhưng mà lại ghé bắc một chút hay hướng đông ghé bắc nhiều thì cũng không biết là hướng đông là bao nhiêu độ. Vì rằng là hướng đông là cái hướng mà chúng ta biết hướng đông có độ số là chính đông là 90 độ. Chúng ta cộng sang bên trái là 2,5 độ, cộng sang bên phải 2,5 độ thì nó vẫn là hướng đông. Và hướng đông có bao gồm 3 sự hướng là giáp mão ất. Do đó không biết rằng là hướng nhà chị Thùy ở đây là hướng cụ thể là hướng đông hay là đã sang đông bắc chưa, hay là vẫn đang ở bắc, thì cái này nó chưa cụ thể, bởi vì hướng đông hơi ghé bắc thì cũng chưa chính xác anh Tài nhỉ. Đấy, do đó rằng là chị dùng ứng dụng La Bàn Việt đi, chị đo lại xem là hướng đông cụ thể là bao nhiêu độ thì nó sẽ chính xác hơn chị Thùy nha. Sau đó báo lại cho Phong Thủy Tam Nguyên thông qua cái phần bình luận bên dưới, hoặc là gọi đến số 1900 292 thì mình sẽ đầy đủ hơn, đội ngũ trợ lý cũng tư vấn kỹ càng hơn, bởi vì hướng đông ghé bắc một chút thì cũng không có nắm được. Ví dụ rằng là hướng đông đi và ghé bắc một chút chắc là nhỏ hơn 2,5 độ thì nó vẫn là hướng đông. Thì với cái tuổi của các thành viên gia đình chị, bao gồm tuổi chị kỷ tỵ và anh nhà là 1988 Mậu Thìn và con trai ất mùi, thì xin thưa với chị hướng này bảo hợp với các thành viên gia đình chị thì hợp mỗi chị thôi. Đấy, hợp với mỗi chị. Do đó rằng là với cái hướng này thì về cơ bản ở cũng sẽ rất là tốt, bởi vì không hợp chồng thì hợp vợ, không hợp vợ thì hợp chồng, không sao cả. Đấy, không hợp anh nhà có nghĩa là tuổi 1988 Mậu Thìn của anh nhà không hợp long với nhà hướng đông, không có nghĩa là xấu với anh nhà. Bởi vì quan điểm Phong Thủy Tam Nguyên với Phong Thủy Tam Bảo Phái cao cấp thì không có cái quan điểm hướng xấu, chả có hướng nào hướng ngũ quỷ, không hướng nào hướng tuyệt mệnh, không có lục sát, không có họa hại gì cả, do đó anh chị không có lo. Đấy, do đó là nếu như hướng đông thì hợp long với tuổi của chị nhà, rồi ở cái nhà hướng này thì coi như là cũng là cư ngụ lâu dài được. Còn lại có đẹp cách cục hay không thì phải khảo sát mới biết được nhé. Đấy, thì ở hướng đông được hay không, hướng đông thì ok. Hướng đông bắc nếu như cứ cho rằng là như vượt sang hướng phương bắc mà vượt qua 2,5 độ, tính từ 90 độ đi,
thì nó sang phương Bắc rồi, phương sang phương Đông Bắc. Thì hướng này lại hợp với con trai chị là 19, là bé 2015 Ất Mùi. Đấy. Do đó rằng là cứ phải độ số cụ thể thì chính xác hơn chứ mà. Nhưng mà cứ ghé một chút này thì cũng hơi khó.